Gần đây, tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA đã chụp được một bức ảnh về một hiện vật đá giống như bông hoa trên bề mặt sao Hỏa. Mặc dù hình ảnh này có thể dễ bị nhầm với khả năng có sự sống ngoài trái đất trên hành tinh đỏ, nhưng điều này khác xa sự thật. Vì sao Hỏa không có khả năng hỗ trợ sự sống, ít nhất là trên bề mặt, do môi trường khắc nghiệt của nó cực lạnh, thiếu áp suất khí quyển và bức xạ vũ trụ chết người liên tục bắn phá bề mặt. Thay vào đó, hiện vật đá có kích thước bằng đồng xu độc đáo này có khả năng được hình thành do khoáng chất kết tủa từ nước, và theo NASA, nó có khả năng được tạo ra trong quá khứ xa xưa khi các khoáng chất do nước mang theo kết dính với đá. Hiện vật hấp dẫn này được đặt tên là Black Thomson và được biết đến như một đặc điểm từ tính hoặc một cấu trúc được tạo ra từ các khoáng chất kết tủa từ nước cổ đại trước đây trộn lẫn với đá trên sao Hỏa, theo ghi nhận của tiến sĩ Abigail Freeman, phó nhà khoa học của dự án Mars Curiosity. Cô ấy nói thêm rằng các đặc điểm từ tính được tìm thấy trên sao Hỏa có thể có hình dạng phân nhánh, còn được gọi là dạng đuôi gai, hoặc thậm chí tròn hơn và hình cầu như được trưng bày bởi các loại đá khác trong cùng bức ảnh này. Nước trong quá khứ trên sao Hỏa có giả thiết cho rằng sao Hỏa đã từng là một môi trường thân thiện và hiếu khách hơn, với nước lỏng chảy tràn khắp bề mặt của nó hàng tỷ năm trước. Giống như ở đây trên trái đất, đá trầm tích được hình thành từ việc kết tụ lại với nhau trong dòng nước chảy, và theo thời gian, những khối này kết dính lại với nhau, tạo thành những cấu trúc độc đáo như bông hoa mà Curiosity nhìn thấy. Các bằng chứng khác về nước lỏng trong quá khứ trên sao Hỏa đã được quan sát bởi tàu thám hiểm Mars Opportunity, đã chụp ảnh bằng chứng về sự phân lớp và hình cầu trên hành tinh đỏ, bao gồm các khối bê tông dầu sắt có biệt danh là quả Việt quất, chỉ có thể được hình thành trong nước lỏng dựa trên mặt đất các nghiên cứu tương tự trên trái đất. Dù phương pháp nào đã chịu trách nhiệm hình thành bông hoa bí ẩn này, dù là từ nước lỏng hay phương pháp khác, quan sát này tiếp tục chứng minh vũ trụ thực sự tuyệt vời như thế nào và đưa chúng ta tiến gần hơn đến việc tìm kiếm sự sống trên các thế giới khác. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.